Giá heo hơi hôm nay, mùng 4 tháng 10, giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg ở một vài địa phương. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc giảm nhẹ. Hiện tại, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Thái Nguyên cùng giảm 1.000 đồng mỗi kg xuống khoảng 54.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Tùy địa phương, thương lái tại các tỉnh thành khác vẫn duy trì thu mua heo hơi với giá không đổi so với ngày hôm qua. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 54.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 55.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 54.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 54.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 56.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 55.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 55.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 54.000 đồng mỗi kg. Thái Bình là 55.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 54.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 56.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 55.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đứng yên, thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận thay đổi mới về giá trong đó heo hơi tại đá lá đang được thu mua với giá thấp nhất khu vực là 53.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại các tỉnh còn lại dao động ổn định trong khoảng 54.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Hiện tại giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 53.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 54.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 54.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 55.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 54.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 54.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 54.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắc là 53.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm rải rác. Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng mỗi kg ở một vài nơi. Cụ thể, tỉnh Bến Tre đưa giá heo hơi về mức thấp nhất khu vực là 51.000 đồng mỗi kg. Tương tự Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Long An điều chỉnh giá heo hơi về khoảng 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Tùy khu vực, giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 54.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 54.000 đồng mỗi kg. Tây Ninh là 54.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 54.000 đồng mỗi kg, Long An là 54.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 55.000 đồng mỗi kg, An Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 54.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 55.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 53.000 đồng mỗi kg. Cà Mau là 55.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 52.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 53.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 51.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 52.000 đồng mỗi kg.